vừa qua trên địa bàn thành phố sa đéc đã xảy ra một vụ cướp lái của tài xế khiến cho xe dường nằm lao thẳng xuống kênh ven đường đáng chú ý đối tượng gây ra vụ việc trên giả vờ làm khách qua đường lên xe rồi có ý đồ bất chính với tài xế vụ việc xảy ra đã khiến cho tài xế xe khách bị kẹt bên trong cabin may mắn sau đó đã được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa tới bệnh viện điều trị theo thông tin từ công an thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã tạm giữ nam hành khách 35 tuổi để làm rõ hành vi trộm tài sản và cầm hung khí đe dọa tài xế, khiến xe dừng nằm mất lái lao thẳng xuống kênh nước ven tỉnh lộ 848 đoạn qua xã Tân Khánh Đông. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 10 tháng 1, xe khách loại 40 chỗ biển số 51B29475 do tài xế Phan Thanh Tùng, sinh năm 1969, ngụ tỉnh An Giang cầm lái, xuất phát từ bến xe chợ mới đi bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh trên xe chở theo 8 hành khách. Trên đường đi, tài xế giúp thêm một khách đặt ghế sẵn là LHH, sinh năm 1986, ngụ huyện trợ mới tỉnh An Giang, ngồi băng ghế số 4. Sau đó hát đã di chuyển đến ghế sau tài xế. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách lưu thông đến xã Tân Khánh Đông. Tài xế Tùng hô lên khi cho rằng hát có hành vi trộm điện thoại. Hát giơ cây kéo ham dọa và giật vô lăng của tài xế dẫn đến phương tiện mất lái, lao qua trái đường đâm thẳng xuống mương nước. Người dân gần đó nhanh chóng đập kính xe giải cứu các hành khách. Riêng tài xế Tùng bị kẹt cứng trong cabin do đầu xe lún sâu xuống sình, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tài xế được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Sadec đã điều người và phương tiện đến đào đất giải cứu khỏi cabin. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Sadec đã điều người phương tiện đến đào đất giải cứu tài xế khỏi cabin. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm gọn dưới mương nước do phần đầu xe khách bị lún sâu dưới sình đất nên tài xế bị kẹt trong cabin công an thành phố sa đéc khẩn trương huy động lực lượng phối hợp cùng người dân giải cứu tài xế và các hành khách an toàn sau đó hát bị khống chế đưa về trụ sở công an hiện tài xế đang được điều trị thăm khám tại bệnh viện Vâng thưa quý vị, nghề tài xế đôi khi là nghề nghiệp khá nguy hiểm khi phải vừa đảm bảo sức khỏe cả chặng đường dài, vừa có thể gặp các tình huống ngàn cân trao sợi tóc nếu chẳng may gặp phải đối tượng xấu. Khi ở trong trường hợp này thì các bác tài cần cố gắng giữ bình tĩnh nhờ sự giúp sức của các hành khách trên xe hoặc lợi dụng thời cơ báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất về vụ việc để được giúp đỡ kịp thời.